Anh ơi, chồng em ngoại tình theo kiểu tìm cảm giác lạ, em tổn thương vô cùng, vợ em có nên cho anh cơ hội quay về với gia đình không? Thứ nhất là chồng em ngoại tình thì tìm cảm giác lạ đúng rồi, nhưng mà nó nói lên là tình cảm chồng em dành cho em á là thấp. Ok không? Em tức là em giải thích là theo kiểu nó giống như là em coi đó là một cái lý do đúng. Em ơi, cái lý do đó là đúng với cái bản chất của cái việc anh ta đi tìm cái cảm giác lạ đó đúng. Nhưng mà cái cảm giác với người vợ chắc chắn là có tuột theo em tả, nó giống như là một cái điều gì đó lặp đi lặp lại vậy đó. Rồi em tổn thương vô cùng, thì khi em nói em tổn thương thì nó lại nói lên trong anh gì biết không? Anh lại cảm nhận là em chưa biết cách làm cho mình hết tổn thương, hoặc là chưa biết cách xây dựng cuộc sống tình cảm để không dẫn tới tổn thương. Rồi tiếp tục nè, giờ em có nên cho anh cơ hội? Khi mà anh đọc câu này thì lại thấy là em chưa biết cách xây dựng hôn nhân, và bây giờ tới lúc nó bắt đầu nó hư, hoặc là nó đã hư rồi, hoặc là thậm chí nó hư quá mức sửa chữa, mình chưa có biết điều đó. Tức là mức độ hư không biết, nhưng mà cái mức độ hư, nhưng mà hư thì đã biết là đang đang hư rồi, thì nó lại cho thấy rằng em vẫn chưa biết làm gì. Tại vì một người phụ nữ mà biết cái cách sửa lại cái cuộc sống tình cảm của mình, không hỏi là có nên cho cơ hội hay không, nó không nên, nó không là câu hỏi đó, câu hỏi đó lãng xẹt luôn á. Tại vì ở trong cái tình huống này nè, thứ nhất là người chồng tuột hết cảm giác thì bây giờ cơ hội gì nữa, anh ta không muốn quay lại luôn. Thứ hai nè, cái đó không phải là cơ hội, cái đó là sự thay đổi của mình chứ không phải cơ hội. Thứ ba nè, em không phải là người đúng để cho người khác một cái gì hết, cả hai đều sai. Sai với trong cái gốc á, là không biết xây dựng hôn nhân, không làm cho hôn nhân mình tốt, và anh ta tụt cảm giác, còn em thì bị tổn thương. Và anh nói cái này mãi luôn á, mà những bạn nào mà không nhận được giá trị là những bạn mà tức là có sự tổn thương, mà từ đó dẫn tới cái gọi là phán xét. Tức là họ sẽ nói anh Tuấn, anh nói vậy làm như người đàn ông là đúng, người phụ nữ là sai vậy đó. No, các bạn không nhận ra được điều cả hai đều sai. Sai chỗ nào biết không? Người phụ nữ sai nặng chỗ này nè. Em là người nắm chắc cũng phải 90% cái chất lượng của mối quan hệ hôn nhân đó. Tại vì sao? Là vì những cái công cụ trong xây dựng tình cảm em nắm hết. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhớ không? Em là cái người nắm công cụ đó, mà tại sao lại để cho chất lượng mối quan hệ đó nó giảm? Nó giảm theo hướng nào? Hướng em tổn thương, còn anh ta là tuột cảm giác với em. Thì các bạn sẽ nói là anh Tuấn ơi, chỗ này nó có cái gì đó không công bằng, sao kỳ vậy, sao hư? Thì người đàn ông tuột cảm giác, còn người phụ nữ lại phụ thuộc và tổn thương. Thì anh lại nói nè, nó là cái sự khác biệt giữa nam và nữ về sinh học. Em thấy là xã hội nó là vậy không, là 90 mấy% là vậy á. Cứ là mối quan hệ mà hư thì người đàn ông tụt cảm giác, còn người phụ nữ là bị phụ thuộc và tổn thương. Nếu các bạn không chấp nhận được điều đó thì anh không có gì giải thích nữa, tại vì cái đó là cái đấng tạo hóa đã tạo ra, chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà người nào mà hiểu cái đó thì sẽ tạo ra sự thuận lợi cho bản thân, nhưng người nào không chấp nhận cái đó thì cứ bị bất lợi hoài thôi. Và đó là cái gì, là cái mà ở trong một cái mối quan hệ thì cái đứa nào là lái xe là người phụ nữ trong cái mối quan hệ tình cảm nha. Đứa nào lái tình cảm, người phụ nữ lái. Nhưng mà nếu mà lái xuống đồi thông hai mộ sao, thì đứa đàn ông nó tụt cảm giác, còn người phụ nữ thì bị đau. Nó là quy luật, và nó đã là cái gì nó đã có trước chúng ta rồi. Rồi khi mà người đàn ông mà đi theo cái hướng là tụt cảm giác, là tại vì sao? Là vì đàn ông được cấu tạo là như vậy, tại vì bà lái mà, bà nắm công cụ hết rồi. Thì khi người đàn ông tụt cảm giác thì họ làm gì? Họ tìm cảm giác ở bên ngoài. Và các bạn sẽ phán xét, nói đồ đàn ông không chung thủy, rồi ông Tuấn binh bực, rồi ánh sáng binh vực họ. Họ đang làm cho họ tổn thương, họ đang làm cho con họ và vợ họ tổn thương, và cuộc đời của chính họ tổn thương. Cái tổn thương của họ các bạn chỉ không hiểu mà thôi. Còn người phụ nữ nè thì bị tổn thương theo kiểu gì? Phụ thuộc người đàn ông của mình mà bị đau đớn. Cả hai đều theo cái kiểu đó. Cho nên em nói em cho anh ta cơ hội thì có nghĩa rằng em đang nói là mình đúng và anh ta sai, trong khi anh nói nè, cả hai đều sai. Nhưng mà về cái gốc là em là người sai nhiều hơn nếu mà gọi là tách ra. Nhưng mà anh luôn nói là cả hai đều sai. Sai đây là biết không? Không có xây dựng hôn nhân. Nhưng mà đứa nào đứa nắm công cụ, em nắm gần hết. Cho nên em nói là có nên cho anh ta cơ hội không, thì có nghĩa em chẳng hiểu gì về cái đó anh vừa nói. Bạn có thấy là tất cả những bạn mà nghĩ theo kiểu cho cơ hội không bao giờ ra được một hôn nhân tốt đẹp. Cứ như vậy mà tổn thương tiếp, cứ như vậy tổn thương tiếp. Rồi tới ly thân như các bạn hồi nãy. Rồi ly thân xong thì lại là sao biết không? Mong đợi ông chồng nói đi qua với mình, tổn thương tiếp. Rồi mong đợi mà ông không chịu. Tại sao? Cảm giác ông tuột mà chịu cái gì? Trong khi bạn nữ là bị tổn thương ly thân nhiều khi vì đe dọa để cho ông sợ, tưởng gì ông mừng muốn chết. Tại vì sao? Là vì ông tụt cảm giác, ông tách ra ông mừng, ông được lành hơn, rồi lại mong đợi, rồi sau đó đi tới ly hôn thì lại quằn quại đau đớn, rồi lại kêu là vì con, rồi không cho con máy ấm gì đó, rồi lại đau tiếp, rồi vô mối quan hệ sau thì lại đổ quá dễ vì quằn quại thiếu tình cảm.
hay là quá khó làm hư mối quan hệ sau, và cái chuỗi đó cứ lặp đi lặp lại với người đàn ông này với người đàn ông khác cho tới lúc gần cuối đời, thì mới lúc đó tổn thương nó lên tới cùng cực á, tại vì cứ hư hoài á, thì lại phán là cuộc đời này là đau đớn và đàn ông là đểu giả, tức là tới một cái mức mà nó không quay lại được cái sự tốt đẹp luôn á, đi xa lắm luôn á, nó chồng hết cái nỗi đau này nỗi đau kia, cái thùng quá khứ đó, cái cục sắt nó mỗi ngày nó mỗi nặng hơn mà vác đi, và rồi không được tốt đẹp, không tin là tốt đẹp, và vẫn phán xét cuộc đời là tại người ta, trong khi không bao giờ nhìn vào mình và nhận ra là mình là người cần thay đổi. Cho nên đi tới cái đoạn là giờ em có nên cho anh qua quay hội anh ta cơ hội không? Em ơi, em nên cho mình cái cơ hội để thay đổi đi. Tại vì với cái cách nghĩ đó, hư nhân nhân sẽ hư tiếp. Cho nên là anh ta quay về là điều đáng mừng cho em và cho cái hôn nhân của em, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tốt. Bây giờ anh giả sử nè, anh ta quay về thì sao? Mai mốt anh ta lại quay ra. Tại vì sao? Là vì có gì khác biệt đâu. Nó giống như một người giải bài toán được 2 điểm. Rồi nói thôi tôi cho một cơ hội nữa. Giải bài toán thứ 2 cũng 2 điểm. Tôi cho cơ hội. Vẫn bài toán thứ 3 vẫn 2 điểm. Cái năng lực tới đó thì cái chất lượng nó tới đó thôi. Em nghĩ là quay về là nó tốt à? No, cái năng lực đó, cái chất lượng đó, hai cái phiên bản đó, hai cái con người đó và cái mối quan hệ đó nó phải thay đổi. Và để thay đổi được cái mối quan hệ đó, mối quan hệ là cái gì đó giữa hai người nha. Cái phiên bản nè, cái mối quan hệ nó có hai thứ. Phiên bản hai người là thứ nhất, cái mối quan hệ là thứ hai. Mối quan hệ là đối tượng của em đó, và phiên bản của em là đối tượng của em đó. Thì em lo cái phần của mình là thay đổi mình đi. Thứ hai nè, từ đó em mới bắt đầu mới xây dựng sửa lại cái mối quan hệ. Cho nên ở đây nè, nếu như em chưa biết là em nên thay đổi cái gì ở em, thì rõ ràng là em hoàn toàn chưa có kiến thức về tình cảm, chứ đừng nói tới hôn nhân. Chưa có kiến thức về tình cảm. Những bạn nào, thực ra một cái số người không có quá lớn, nhưng mà khi mà bắt đầu nhào vào và thay đổi thì mới giật mình nhận ra là trời ơi, ước gì tôi biết cái này 20 năm trước. Anh khuyến khích em đi theo hướng đó, đừng nghĩ cái chuyện là cho ai cơ hội cả, mà là mình có trách nhiệm với mình đi, trách nhiệm với cái hôn nhân của mình. Mình chẳng có quyền cho ai cái cơ hội gì cả. Mình cũng không phải là người đúng để mà có thể cho ai một cái gì đó. Mình không có phải là người có để ban ơn cho ai cả. Mình tự làm mình đau, rồi sau đó mình lại kêu là cho người khác cơ hội. No, thay đổi đi em, đổi cái cách nghĩ ra đi. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.